bài bé thơ xinh xắn ra đời. Chậm chậm từng bước đi, bập bẹ từng tiếng cha, lòng bồi hồi xuyên sao ôm lấy đời cha. Yêu từng giây phút con trưởng thành là ngày thương, nhiều khi thấy con bật khóc vì đau. Những bài học ấy khiến con lớn dần, phải dần theo dấu chân đời cha. Dẫu cuộc đời mang đến ưu phiền, bước chân nào nắng chiếu bao tháng ngày. Hãy quay về nơi có cha, nơi bình yên sẽ ôm đời. Đi đâu đấy? Tôi đi thăm mấy đứa con. Cuộc đời thế, đúng là con cái nó chả thăm mình thôi, giờ bố mẹ lại ngược dòng đi thăm con cái, nó nhục thật. Ngày tuyệt vời của cha là được nhìn thấy con, là hình hài bé thơ xinh xắn ra đời. Chậm chậm từng bước đi, bập bẹ từng tiếng cha, lòng bồi hồi xuyên sao ôm lấy đời cha. Yêu từng giây phút con trưởng thành là ngày thương, nhiều khi thấy con bật khóc vì đau. Những bài học ấy khiến con lớn dần, phải dần theo dấu chân đời cha. Dẫu cuộc đời mang đến nào nắng chiếu bao tháng ngày, hãy quay về nơi có cha, nơi bình yên sẽ ôm đời con. Có nhiều khi cha muốn quây quần cùng các con trong bữa cơm gia đình để lắng nghe câu chuyện của các con, mà sao quá xa vời. Dẫu cuộc đời mang đến yêu phiền, chân nào nắng chiếu bao tháng ngày, hãy quay về nơi có cha, và nơi bình yên sẽ ôm đời con. Chúng con yêu bố. Bố không tạo áp lực cho các con, bố không ép các con, mà bố tạo động lực để các con phấn đấu. Bố chỉ muốn là một người bố tốt, con cố gắng sống tốt. Dạ. Thôi, con mời bố dùng bữa đi ạ.